Kính thưa quý vị, Bộ Y tế xin lỗi vụ bác sĩ vất xác bệnh nhân xuống sông tính từ Hà Nội. Tính đến sáng ngày 24 tháng 10, việc tìm kiếm thi thể nạn nhân xấu số của Trung tâm Thẩm mỹ Cát Tường vẫn không đạt kết quả. Thân nhân của bà Lê Thị Thanh Huyền cho biết đã tìm kiếm mòn mỏi vẫn không tìm được dấu vết trôi sông của nạn nhân. Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ dẫn lời Thứ trưởng Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam cho biết đã ký công văn xin lỗi gia đình của bà Lê Thị Thanh Huyền và công luận trước sự kiện được cho là đáng xấu hổ của ngành. Báo Tuổi Trẻ cũng cho biết tất cả y bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Bạch Mai, nơi cộng tác của thủ phạm làm chết bà Lê Thị Thanh Huyền, đều bàng hoàng vì sự kiện trên. Cũng theo báo Tuổi Trẻ, Công an Hà Nội đã bắt bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ Cát Tường, người đã tiến hành cuộc phẫu thuật hút mỡ bụng và nâng ngực dẫn đến cái chết tức tưởi của bà Thanh Huyền hôm 19 tháng 10. Bác sĩ Tường làm việc tại khoa ngoại Bệnh viện Bạch Mai và Trung tâm Thẩm mỹ Cát Tường của ông gần như ở đối diện Bệnh viện Bạch Mai. Cuộc phẫu thuật kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ để hút mỡ bụng và nâng ngực dẫn đến cái chết đột ngột của bà Thanh Huyền. Bác sĩ Tường cùng với nhân viên bảo vệ tên Đào Quang Khánh đã đưa xác nạn nhân lên cầu Thanh Trì ném xuống sông Hồng. Công an Hà Nội cho hay đã bắt luôn ông Khánh để điều tra. Vợ của bác sĩ Tường cũng là một bác sĩ đang làm việc tại một bệnh viện thuộc Bộ Y tế Việt Nam và là thành viên của Trung tâm Thẩm mỹ Cát Tường, đồng thời bị mời về văn phòng công an để thẩm vấn. Cũng theo báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Mạnh Tường đã bị đình chỉ công việc tại Bệnh viện Bạch Mai. Còn theo trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Công an Hà Nội, phải chờ đến khi thu hồi và giảo nghiệm tử thi của nạn nhân mới có thể xác định tội danh của ông Nguyễn Mạnh Tường cùng các nghi can khác.